Bộ Y tế đã công bố thêm 7 ca mắc Covid-19 mới, như vậy đến nay cả nước đã có 75 ca bệnh, 16 ca đã trước khỏi. Theo đó, ca bệnh thứ 69 là nam 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách nhập cảnh nội bài ngày 13 tháng 3 trên chuyến bay SU290 bệnh nhân 70 và 71 là một nam và một nữ, địa chỉ ở quận Thanh Xuân và Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cả hai bệnh nhân này đều là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về nội bài ngày 16 tháng 3 trên chuyến bay TK-164. Bệnh nhân 72 là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về nội bài ngày 9 tháng 3. Bệnh nhân 73 là nam, 11 tuổi, địa chỉ ở huyện Thanh Miện, Hải Dương. Bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay VN-0054 ngày 9 tháng 3 bệnh nhân 74 là nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Lâm Thao, Phú Thọ. Bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay VN0018 vào ngày 16 tháng 3. Bệnh nhân 75 là nữ, 40 tuổi, địa chỉ ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân di chuyển từ Anh về tới Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines, số hiệu VN50. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly và theo dõi tại các cơ sở y tế và đang ở tình trạng sức khỏe ổn định.